Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay bên em giới thiệu với các bác một dòng loa cao cấp nhập khẩu từ Brazil mang về, dòng NS Audio. Các bác nào mà chưa biết đến dòng này thì em mời các bác vào YouTube và Google, Facebook để các bác có thể xem tham khảo. Dòng này là dòng cao cấp nhập khẩu chính hãng. Đấy. Đây mặt form của thùng này. Trên nóc là có ốc mắt, cạnh của ốc mắt. Và đây mặt sau của sản phẩm. Lát nữa em sẽ demo cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh. Dòng này là nhập khẩu chính hãng Brazil. Đấy, model sản phẩm. Model là HP12. Công suất khởi động là 600W, trở kháng 8 ohm. Độ nhạy công suất đầu ra lớn nhất là 123 dB và đáp tuyến từ 55Hz đến 20kHz. Các bác nhé. Đấy. Và sử dụng jack tín hiệu đầu vào là spec công là 4. Đây là có thông báo sử dụng. Và website các bác vào nsaudio.com.pr. Đấy các bác ạ. Rồi, đây là một số thông tin chi tiết về bên trong thùng. Bây giờ sẽ bắt đầu là từ từ. Đầu tiên là giới thiệu các bác đã cái phần cụ loa, cụ bát, cụ tép. Bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem phần cụ bát, cụ tép cấu tạo nào các bác nha. Đây là phần sau khi tháo màn lưới ra các bác nhé. Đây là có phần cụ tép, các bác nhìn bóng loáng này. Ông nào quay phim thì kìa đấy. Đây là phần cụ bát này các bác này. Cụ bát này. Màng rất là dày. Mà nãy bát nó thả thì thôi rồi, tổng công từ. Rồi, bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem nha. Ít ông. Ốc đấy là không có. Bây giờ sẽ tháo ra cái phần cụ tép cho các bác xem. Rồi, đã tháo xong hết ốc bát, ốc tép. Bây giờ nhấc lên là một chuyện nữa này, rất là khó. Nhấc kiểu gì đây? Bây giờ nhấc bát trước này. À, tép này rồi. Đây cụ tép là tép thường. Cụ này là cụ 14 như vậy. Rồi bây giờ sẽ rút dây ra. Rút dây ra. Đây là cụ tép. Cụ này là của hãng B&C Safex. Model là DE400-8. Các bác xem cụ tép thiết kế rất là sang trọng luôn, bóng loáng. Rồi nó lên vằn gỗ chắc chán luôn, vằn gỗ bạch dương. Đây là phần cụ bát ấy nha, bát neo, bát tép đều của B&C hết các bác ạ. BC B&C Sunbreak. Thùng sử dụng loại là vật liệu là gỗ ván ép chịu nước. Nếu mà phân tích kỹ ra thì đây là gỗ bạch dương. Đấy, sử dụng rất là nhiều lớp gỗ bạch dương xong đầu cấu tạo lên chiếc thùng này. Tất cả là đều là ốc chôn gen hết các bác này. Ốc chôn gen ở bên trong thùng phân tần này. Để cho các bác xem cái phân tần. Ở phân tần thì sử dụng là 4 điện trở nhôm. Như các bạn đã thấy là 4 điện trở nhôm, 2 cuộn dây, 3 tụ điện và 1 trở nhiệt. Đấy. Và bên trong thùng đây có thêm cả như thế này nữa. Rất là cầu kỳ, là mút tiêu âm bằng một loại vật liệu đặc biệt. Đây, cho các bác xem đầy đủ. Bên trong chiếc loa gần 20 triệu có những gì thì đây là có những cái này. Đây là phần cụ bát, cụ B và C. Các bác có thể thấy luôn cả dây côn nhé. Xoay kỹ cho các bác thấy luôn cả dây côn trong này. Không được rõ lắm. Đó. Cụ B và C Sunflex, một dòng cụ loa thương hiệu rất là nổi tiếng. Cái dòng này là từ to hơn côn đấy. Rồi, nếu mà cái này các bác so sánh nhá. Cổ tép thì là 12, cổ bát từ 12. Đấy, nhưng mà từ của cụ loa bát này là bụng gấp 4,5 lần cụ loa tép kia. Từ lực. Đấy. Từ neo và từ thường nó cứ chênh lệch nhau là 4,5 lần. Đấy. Đây, cụ bát các bác xem dầu nhẹ. Có một chất gì đó nó rất là đặc biệt ở đây. Côn rất là to. Con này là côn 80. Bát từ 12, từ 12 nhưng côn là côn 80. Đấy. Đấy, tép thì tép là từ 12 nhưng mà côn là côn 45. Đấy, rồi ok. Đây là phần về phần cụ bát nhé. Đây mặt sau thùng này cho các bác xem này. Đây mặt sau của thùng loa. Các bác được xem lại. Nó gồm có những gì đấy các bác ạ. Đằng sau nó có hai lỗ thoát hơi. Hai lỗ thoát hơi. Mặt sau model sản phẩm đây. Rồi, bây giờ sẽ lắp vào để đánh thử xem nó chất lượng âm thanh ra nào các bác nhé. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ test thử với một bản nhạc kinh điển cho các bác nha. Em sẽ sử dụng smartphone.
bật lên cái. Em sẽ cho các bác chứng kiến cái sức mạnh kinh khủng khiếp của cái dòng NS Audio thương hiệu đến từ Brazil. Các bác nhớ nhá, dòng này là thoát đuôi ở sau nên là các bác đặt sát tường thì hiệu ứng xuất đạt cho tiếng bass ra nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đây là mặt sau của sản phẩm các bác nha. Hiện tại bên em đang bán sản phẩm với mức giá dưới 20 triệu đồng. Các bác nào quan tâm thì còn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nha. Ok, hẹn các bác video sau.